Hello everybody. Okay, now we learn the new word first. Cigarette. Thomada, on bên ST cigarette, dương xe thomada. Cigarette. Merit. Tiger. Crocodile. Leopard. Giraffe. Lion. Elephant. Umbrella. Lottery. Cigarette. Merit, tiger, crocodile, leopard, giraffe, lion, elephant, umbrella, lottery. Okay, tỏ dương chô sắc xa, Miriam. Sự đây, bộ môn thường ọc nia, dương chụp nia để thái vân tỏ bị ôn bàn riêng bị mấy hát nó không riêng tỷ bị. Weekend activity. Nó có nông mê rên ấy cứ mên cồm lắm trong ở phố nó cứ bỏ liền vì sự cả một việc nở thế này chống sọc đà chẳng nó bê phố liền chọc vì tự ôn ít ôn ai bỏ liền vì sự cả một việc này chống sọc đà bỏ phố nó cứ tự thua ấy khá và đó điền chọc đà mê rên bao nhiêu. នៅក្នុងមេរៀននេះគឺលោកគ្រូបានថតវីដេអូបង្រៀនបកប្រែពន្យល់ចាក់ថេបឲ្យបងស្ដាប់តាមលំដាប់នៃទំព័រនៃមេរៀនតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញស្រ័យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់កំហុសខុសឆ្គងចែកប្រទេសការបង្រៀនបាទការថតវីដេអូបងគ្រូនឹងមិនទាន់បានល្អឥតខ្ចោះ 100% Weekend activities. I might, but I might not. Bị mai mai ni mình nên tha mò bị mề. Mình nên tha an, rồi có phải hai chia. Và the might not mình nên tha mần và hai chia, rồi có mần thả. Lẹ cả đạn đi dây chia. Phát kéo, ha phát hạ phát hạ lắm. What are Bishop and Hing talking about? Where are they going? Listen and check. Bác, bốn chạm sắp. Bác sân bốn sắp ở bán, bốn ách sắp xa là nguyên. Rứ có bị bác sắp, bốn ách mơ thề biến đâu khác chồng. Bố bác ổn lắm. Thề biến nó cứ mùi chạch phí, chạch mùi. Là bây tiền toàn mất. Script 1.2.1. Hi, Pisat. It's me, Hiang. Hi, Hiang. Listen, Pisat. It's about a trip to the zoo. You are going, aren't you? I don't know. I'm not sure. I may, but I may not. I can't decide. Oh, please go. You'll love it. The school has hired a bus, and there's lots of free food and drink. Okay, I'll go. Good. What are you going to take with you? Well, if the school is going to give a free food and drink, I'll just take my phone. Oh, I might take a bottle of water to drink on the bus. Good idea. I can't decide what to wear. Just jeans and a t-shirt will be fine. I suppose so. But I might wear my new black trousers. I'll think about it. Or I might wear my blue dress. Okay, wear the black trousers. I've had them a year now, so they may be too small. Okay, wear the blue dress. It's a bit too short to wear to the zoo. I might just wear jeans and a t-shirt. What time does the bus leave? It will leave at 6 a.m. So early. I might ask my dad to take me to the bus. Okay, I'll see you in the morning. Bye. Yeah, see you in the morning. Bye, Pisa. Chắc bọn ai đọc và đọc tiếp
2. Tape script 1.2.1. Hi, Pisat. It's me, Hien. Hi, Hien. Listen, Pisat. It's about a trip to the zoo. You are going, aren't you? I don't know. I'm not sure. I may, but I may not. I can't decide. Oh, please go. You'll love it. The school has hired a bus, and there's lots of free food and drink. Okay, I'll go. Good. What are you going to take with you? Well, if the school is going to give up free food and drink, I'll just take my phone. Oh, I might take a bottle of water to drink on the bus. Good idea. I can't decide what to wear. Just jeans and a t-shirt will be fine. I suppose so. But I might wear my new black trousers. I'll think about it. Or I might wear my blue dress. Okay, wear the black trousers. I've had them a year now, so they may be too small. Okay, wear the blue dress. It's a bit too short to wear to the zoo. I might just wear jeans and a t-shirt. What time does the bus leave? It will leave at 6 a.m. So early. I might ask my dad to take me to the bus. Okay, I'll see you in the morning. Bye. Yeah, see you in the morning. Bye, Pisat. Listen again. Who say these sentences? Write Pisat or here in your notebook. A. I may, but I may not. I can't decide. Design meaning that some bracket, human eye some bracket. Oh, I might take a bottle of water. Young Brahaji, your tuck malog, hope, no little uncle. C. But I may wear, common tag him eye, pet cow, mouth made of yum. D. I might just wear jean and a t-shirt. Young Brahaji, run the pet cow boy and an algae. E. I may ask young Brahai Jitsu, Bad of Yum, the Bayo Yum, the Lankrum. Listen and repeat the sentences carefully. Unscramble the word in bracket and write the following sentence using may or might in your notebook. Em còn ai sẽ luôn ai mình mất hay tỏ mất đi tiền mê nó mình đây thà mê nó cứ mình đây thà ai cứ có bà hà chìa mái cái chân đấy mái nó mà bị thầm mê A. I'm not sure if I feel rain if it will rain khi mình cho bà tê và sân bị phliền. It might rain, will perhaps be clear. I don't think I will wear my blue dress tomorrow. See, I've got no idea. Mình no idea, mình ọt đấng á. Thì I have no idea, nên kêu ọt đấng. If Pisat will be late for the bus. B. Pisat for the bus, my lad. D. Perhaps Miss Mom will come to Miss Mom come my too. E. I don't think what they will come. I'm not sure what they come may not. I might wear the blue dress or perhaps the black trouser. I can't decide. Why my people need this thing when they go to the zoo? Had a bunch of loom near the Niki jump by Trunka, but thought the army. No better pocket of soon sun. You may might to write suggestion in your notebook. Example, take a cap, may bear more, a cap, more top, you know, because it may be sunny. Vì bố vi ai miền blue prata rứa gặp vì bố vi và hai chị miền blue prata. Chúng ta cam biệt lại nhé được cô
hot bàn phụ hồi phôn thế. Rất là bọc video rồi hồi phôn dưới. Talk to a partner about your life 10 years from now. Use the box A and box B to write sentences about your partner's life in 10 years from now in your notebook. Say them to your partner. Does your partner agree with your prediction? You might not. Smoke cigarette chụp bà đấy. Be married riệp cá. Have 5 children miền cồn prán. Speak English nhị dây thì sao ông clip. Live in another country rùm nọc nông bà tê xây thiệt. Be famous là bấy. Move to another town in Cambodia. Là plateau thì còn xây tiếp nọc Campuchia. Own a car miền làng. Now sing out 3 more sentences your own using could, might not, or may not, and say them to your partner. Và để sao là crew thọ chỉ video hay là crew mình ai có điệp chọn sẽ tham gia sắp. Hãy xong tình yêu kia bán vô tạm lạc phía bỏ là crew và xong mình chia sẻ không. A day at the zoo. Ngày mới, now I soon sat. Where are our tea? We sat and here going. What will they do when they get there? Tell your partner. Ta bút thi nó bị sắt hai lần hiên nó lần tận nà. Ta phụ kế lần phụ ấy nó phải đặt phụ kế tận đó thì được. Get there nó cứ tận đó thì được. Thôi mà đái, bị get nó cứ get to. Còn bình tế thì sao vì chỉ adverb chẳng kẹp ra thù tê get there. Bởi sẽ là vĩnh get to the school, rồi get to school, get to market. Dừng ra thù. Và mặc đòi tí ní nó dừng là get here, nhưng còn get to here. Đi go, dừng go there, come here, dừng be here, dừng there nó. Kẹp ra thù tê. Chào đẹp bạn. Unscribble the letter to make the correct name of the animal in the zoo and write them in your notebook. Chúng cho mọi bố nè, riêng xó lòng đồng bày bác cao chung một sạc trầm trọc nông xuân cho bạn, nông xuân sạc. Hãy giờ sẽ bố viết được lòng notebook màu. Đi chụp ai, tiger, crocodile, leopard, giraffe. Cái này lion, cái này elephant. Then listen, check and repeat. Đó, một số đáp phải check mà. Tape script 1.2.3. Listen and repeat. A. Tiger. B. Crocodile. C. Leopard. D. Giraffe. E. Lion. F. Elephant. In. Listen to what he said and hear. Week one up anymore from activity 2. Then they talk about. Ta, ôn sẽ đọc mới. Tape script 1.2.4. What time will we get to the zoo? The driver said we could get there at about 1 p.m. if the traffic isn't too bad. We may get there early because the bus is going very fast. I'm so excited. We might see lions and tigers. We could see the bears if they aren't sleeping. I really want to see the leopards. Yeah, that would be great. It's very hot, so we may not get to see the crocodiles,
because they like to lie in the shade and sleep when it gets hot. It's so good to hang out with friends at the weekend instead of working in the restaurant. Yes, it's great to spend time with you and Vincent. Hey, there might be giraffes at the zoo. I love their long necks. There could be giraffes there, but I'm not sure. I wonder if you can buy souvenirs at the zoo. I'm sure you can. You might even be able to buy pictures of the animals. That would be great. Hurry up, Buzz. End of tape script 1.2.4. Listen again. Who said these sentences? Write beside or here in your notebook. A. The driver said that but one year time we could get there young perhaps chỉ đòi tí nốt. Nào ai perhaps chỉ mong mùi và sân chỉ ra cho mình cọng như thế nào. Chân cú xô mình chạy thà khuôn nâng ai chỉ được gọi perhaps chỉ. B. Vì mai dương perhaps chỉ khơi sạch tàu hay nâng khá. C. We could see the beer, nhưng ai khuyên lạc mống và sân và phụ viết mình có phụ đề. D. There could be, perhaps chỉ ai miễn sạch có vết nữa thì nữa, có vật tác như mặt cho bạn đi. Chẳng mình là perhaps chỉ khuyên nâng người ta bất cứ ai. Cả pra bị mê, bị mai, bị khen, bị khuyên nâng nông phí xa ổng lấy cư miễn cả pra bình chạy bì lạc cả đạc, lấy cả pra pra nâng phí tràn. Và sân viên mình chạy đi xa mặt đặc biệt. Khen, rồi có mê lắm. Rồi có khen lắm, mình là ai. Mê lắm có ai đây. Lại cả lại chỉ request. Chỉ offer ấy lắm. Chứng. Nó có ca pra bị khen. Khuôn mê máy. Vì ai chỉ mình chạy đi hào tha. Probability. Mình chạy đi lại cả lại hào. Thì bảo hẹn. Thì hào đặt present probability. Lập lập vì sao lấy bốn liên tổng bộ kinh tiết bốn đăng. Nạ vì có chờ tìm bốn đăng. You might even be a boy. Nhạc bà hai chỉ ai tình lục hiếp sẵn. Ta bột sạp cả sẵn thật lìa. Mà đoàn tiết. Đồng bầy ơi, cả này chứ bà. Hãy cơm cả sạp nó bốn ai mơ lưu tổng bộ kháng chồng. Đồng bầy tiền toàn cùng ai sạp lươn bếp. Kể dây lươn với bốn sạp mặt bàn. Chẳng bốn ách mơ nó tụng bò hàng trọng. Làm bây tìm toàn. Thế bỏ dưới. Và đó. Tập đam. Tape script 1.2.4. What time will we get to the zoo? The driver said we could get there at about 1 p.m. if the traffic isn't too bad. We may get there early because the bus is going very fast. I'm so excited. We might see lions and tigers. We could see the bears if they aren't sleeping. I really want to see the leopards. Yeah, that would be great. It's very hot, so we may not get to see the crocodiles because they like to lie in the shade and sleep when it gets hot. It's so good to hang out with friends at the weekend instead of working in the restaurant. Yes, it's great to spend time with you and Vincent. Hey, there might be giraffes at the zoo. I love their long necks. There could be giraffes there, but I'm not sure. I wonder if we can buy souvenirs at the zoo. I'm sure you can. You might even be able to buy pictures of the animals. That would be great. Hurry up, Buzz. End of tape script 1.2.4. Tập 4 ai cũng phải chmua thằng này bạn thế. Quickly read the story. How many different types of animal are there in the story? And rương dàng lươn. Ta miền prophet sạch phần mán nó không rương nặng. The bus arrived at the zoo. Làn cống một đò xuồng sắt đầu màu. Đọc ý xăm sắp địa tỷ. Được xíu. Hiến rừng phơm nè.
Yên rung phợp nà, xì xét những dây thả bà sân dương bà nhá. Dương bà chia tờ đỏ mơ côn đồng rạch môn vía. À vì môn vía rào phê hói có tộc nông. Chọc chọc làng gốc gọi chụp. Côn sắc tình ó. Bạn rất tôm mơ. Khơi sạch chỉ tràn để phụ kê ảnh mơ khởi. Rồi nhà mong bạn bạp sắc tình ó. Đồng bày tính phát tì mùi này xuân sạch. Vì rút phụ kê ảnh nâng ngủ về. Get lost ngủ về. Nhưng dưới ta get lost ngủ về. Lắm ngủ về lose. Unfortunately, chả có sót, mẹ là xoay vĩnh. Phụ kê mình ai khơi sạch khả vì rùa phụ vía còn phụ đế nào khăn trông lòng ngừng ngật nông kê kê mất ước trông. Mr. Sopal, the shop, the zookeeper, mà chả xuân sẵn đi dạy thả. Khá chỉ từ tàu khá nhạc nằm mong buồn được xuyên. Để chết nè ai khơi phụ vía, nó phải nằm và sân bà nè miền sông nà. Vụ thí đi dạy thả. Dương bà chia tà lọc ở quên và sân dương miền phê. Vụ thi xua hiếng, ở quầy đàn niềng tròn mớ đồng bộ. Dương coi lại tỏ. Và khá cứ đi lụ hỏi, asleep. Vì asleep nó là đi lụ, vì I am asleep. Rư gọi là I fall asleep. Dương anh dây thật I am asleep, I fall asleep. So, để chứ nếp phim bà chia ai khơi và sân phim rộ khơi sát có quên. Hãy bận tỏ mốc nhóm hai chìa rộng sạch tạo ấy. Thì sất khi dương ôi khá nằm bóng nó sang bịt mùi. Mình là ôi nằm sang bịt mùi tôi khá nằm bóng. When the zookeeper nó bê đai mà chắc xuân sạch bàn khơi sạch. Quát bàn sải. Hey, stay away nó chứ ngay vì trông. Vì bước sát đâm bóng và hai chi là khá đâm bóng. Sát đâm bóng hay khá đâm bóng. Khá đâm bóng nó và hai chi lột là hơi khăm nè. Bài bài nó khăm. Mình biết cái bài. Vì sát chọc trong hiên trường và trong hiên thống hay trong hiên vế nhé. Thôi cơ. Cho nó chiên trong hiên vế thôi cơ. Vì trông lắm, cho là chiên chương thoi còi hiểm chứng ái á. Khá, đi xa thằng ổn nó kết tha bụi và hại chứ khởi khá nó mong buồn. Có vấn đề khá nó tại đi. Khá surprise với việc ở trên mà. The student born to disappointed. Xa thằng ổn nó cứ khó chất á. Ổn bài chất á. Vì bụi của cái miền, của cái bàn khởi. Và xa bạn xây hay nâng sát lại phải chỉ trả tiền. Để rõ kia thay ở hòn nó về đập phụ kế tà lọc tà lạc cỏ mình. Cả nhà mốc đi dây thà. Vì cứ chỉ thường ngày đó là đại phụ kế và hãy chỉ tà lọc một mình đoàn tiết để cho làm cỏ. Chứ một sân con sẽ lạc bọt bàn cả bọt rai bọt rút rút bọt ai mơ xa lạc mình. Yes or no question. Write the answer in your notebook. A. Hiếng thought they might get to see the baby elephant. Yes or no? B. Miss Mom thought. Look, cái nhà mom cất thả thought một việc sinh cất thả. Khá. Thì sao thì có nó ai cũng quên. C. The zookeeper mà chắc hàng ở sông tốc. À, cái này nhà mơ xuân sẵn. Mẹ sọc keeper chứ lắm. Zookeeper. Dạy thá sát tao và hai chia nhẹ lát nó mong buồn ở quẹt. Đi bí sất đi dạy thá phụ kê và hai chết lọ mô mơ khá quên. Đi the zookeeper lại chạc xuân sẵn. Bụi bà rõm nó thá bí sất và hai chia. Ai trọc bàn sạc xì nhá. Ok. What might happen? There are some activities that people do at the weekend in their free time. Look at each activity and write what might, may, or could happen. Write two sentences about each picture. Example,
If you do karate, you could hurt someone. If you do karate, you might break your leg. Bà sân nè, lên karate nè, bà hai chìa chưa của ôi nà nà mà nè chưa hai. Bà sân mà nè lên karate, you might break your leg. Nè anh mặc chưa mà nè. Ok, look at the picture. Excuses. Can you guess why Wuti and Hien can't have pizza? Excuse nung on flop lư bị là excuse me à flop lư thế bị là áp phải tô ở trong sông tô nung excuse. Sorry, I can't because I may have to sông tô nhưng mình ai bị buộc nhưng ai được có trâu tài. Sorry, I can't because I might have to. Can you help me on Saturday afternoon? Okay. What are Hien and Wuti excuses? Ta ca song to robot Hien hay nung Wuti cứ vậy. Ta ôn chăm sạp thêm nấu mùi chạy bí chạy bạc bởi sân ôn bị bạc nông ca sạp ôn ai mơ là tổng bò khẳng chống hay tiền của tổng mới hay chăm sẽ đạp tạm nâng họ tập. Wow, it's warm today. It sure is. I hope it feels cooler tomorrow. Why? Because I might have to help my father. He wants to build a new workshop behind the house. Hey, would you two like to help? Sorry, Vincent. I might have to go into town with my mom because she wants to watch my sister play guitar in the school concert. Then, I may have to help in the restaurant. One of the waiters is sick. I wish I had more free time to help you and your dad, but I'm so busy. What about you, Hien? What are you doing tomorrow? Well, I may not have much time tomorrow. I might go shopping with some of the girls from school, or I may have to clean the house for my mom. I would love to help you and your dad. I really would, but I'm just so busy. I always have a busy schedule at the weekend. Sounds like you two are making excuses. No! I could have some free time on Sunday, but I can't promise. Me too. I might have some free time in the afternoon, but I do have a busy schedule too. But I will try. Thanks, guys. It'll make things a lot easier if you two can help. End of tape script 1.2.5. Tape script 1. Listen again and unscribble the mixed up sentence. Đọc đoạn tiết hay đặt ví dụ đây thì buộc thì bỏ lên ta một đắp. Số C trong lái nó không lột buộc của bọn nè. Chắc bọn ai sẽ đọc mà xa tiết. Đó. Tape script 1.2.5. Wow, it's warm today. It sure is. I hope it feels cooler tomorrow. Why? Because I might have to help my father. He wants to build a new workshop behind the house. Hey, would you two like to help? Sorry, Vincent. I might have to go into town with my mom because she wants to watch my sister play guitar in the school concert. Then, I may have to help in the restaurant. One of the waiters is sick. I wish I had more free time to help you and your dad, but I'm so busy. What about you, Hien? What are you doing tomorrow? Well, I may not have much time tomorrow. I might go shopping with some of the girls from school, or I may have to clean the house for my mom. I would love to help you and your dad. I really would, but I'm just so busy. I always have a busy schedule at the weekend. Sounds like you two are making excuses. No! I could have some free time on Sunday, but I can't promise. Me too. I might have some free time in the afternoon, but I do have a busy schedule too. But I will try. Thanks, guys.
It'll make things a lot easier if you two can help. End of tape script 1.2.5. Okay. A, B, C, D, E. Listen, check and repeat. Tape script 1.2.6. Listen and repeat. A, because I might have to help my father. B, I might have to go into town with my mom. C, then I may have to help in the restaurant. I may not have much time tomorrow. E. I could have some free time on Sunday. End of tape script 1.2.6. Mark the sentence half and write them in your notebook. Cô con phải vô vẽ cảnh đá. Hãy sử dụng phụ viết nó trong notebook rồi bỏ nè. 1. Take your umbrella. Dọc chặt bỏ nè. 2. Hey Hiền. It's buy a lottery ticket. Tọc tính xong bỏ cho nó mùi. 3. Phone. Woody restaurant. Tu đã sắp tàu của dịch thân Woody. App. Pizza. Don't stand on the wall. Cùng cho nó lời trình trạng. 5. Miss mom, cả nhà mom. 6. Take a map. Dọc panty mùi. Cả nhà mom đi dạy thay dọc panty mùi. 6. Leave one. Try the shirt on. Low out back. 7. Hey hiền, sức đầy hiền. Don't wait for me. Cùng rong chăm phim. 8. Would I be careful with your life? Would I prong bị giặt chỉ mùi nâng cầm bật ở bọn nè? A. You might fall nẹp ra hai chiếc lẹ. B. It might be so small vì ra hai chiếc tội bệ. C. You might get lost nẹp ra hai chiếc vùng về. D. It might rain vì ra hai chiếc liền. E. It may be late vì ra hai chiếc dứt. F. You might cut yourself. Nẹp ra hai chia thôi một đôi luôn nẹp. Một luôn nẹp. G. They could be full. Bộ kê ra hai chia full bình. Full lắm bình và sân dường dây ta dường hộp chờ nữa. Ta dường dây ta I am full. Nó mình đã chạy mình full. We might win. Dường ra hai chia chân nẹp. Dường bốn ai cứ bốn luôn ai mất. Sorry, I can't. Choose a picture. Look at the number you landed on and make up an excuse why you can't do the activity. Try to think of as many crazy reasons as possible why you can't do this thing. Chờ rơi rụp hiệp mối cử lệch mơ chùm luôn để đạp bàn land on. Đầm bấy make up nâu ca đọt xà ca sống tốn ạch chú xứng ngay ca sống tốn hai đầu bấy nè mình ai thua sẽ cảm hiểm nâng chi dương kết mùa là hết scoot scoot chỉ chứa ra để ai thua tạo bàn hai đầu bấy nè mình ai thua quay quay chẳng đi ạch chú xứng bí nê ta ca sống tốn ca phải tốn ạch chú xứng example sorry sống tốn I can't khiêm mình ai tê bị bố. I might khiêm bà hai chi trâu tê wash my monkey. Liên sạch xóa rồi bọc nhầm. Mình là ngụt tật ở xóa. Start your excuse with sorry. Mình là chập đàm ca sông tô khả mà tô. Excuse nè. I can't. Sorry I can't. If you can't think of an excuse with 5 seconds, your partner get a point.
Okay, look at the picture. One, can you help me with my homework? Two, please help me cook dinner. Xôm chui xong chùm ăn hà phê lệnh. Three, can you give me 5,000 riel? Tại nè ai chùm bàm bòn riel bàn tế. Four, can you take my brother to the party? Tại nè ai dò brother rồi bọc nhầm tàu thì chụp liên bàn tế. Five, can I have half of your sandwich? Chùm xong vẹ cả đá nè nông sandwich bàn tế. Six, will you come on holiday with me? Tại nè ai mọc holiday chùm mùi chùm bàn tế. Seven, can I borrow your bicycle? Ta chùm xong chạy con ở bàn bàn tế. Eight, do you want to play pantan tomorrow? Ta nè chọn lên bùl chùm mùi chùm. Ta nè chọn lên bùl ngay sải tế. Pantan như hạ bùl bùl. Nine, I'm helping my grandmother. Nhông cầm phong chuối, nhông lưng chuối, mình cầm phong á. Nhông lưng chuối chỉ đồn một nhông riêng trong hôm ngày sai. Ta lại trong chuối phong đại tế. Ten. Will you make me a cup of coffee, please? Will you nè xôm nè, xôm nè trong cà phê ở tại rưỡi cà phê. Xôm tốt. Xôm nè trong cà phê một bên ở trong bàn tế. Chứng make coffee lắm nhưng mẹ bọn nó thua cà phê. Cứ trong cà phê. Will you take a selfie with me? Xôm nẹ thọt chỉ mực trong bàn tế. Will you be friends? Xôm nẹ khai chỉ mật bọc nhầm tam Facebook bàn tế. Chứng will you nhưng bọn ta xôm rất là xôm. Này ca prao will là cứ là những bọn ta nâng. Hồi tiết bị chạy bị ca tu tìa chẳng lâu không về gì có. Lúc rưu nâng dốc mô mình chạy lâu video cao cao tiết ở phố liền từ cả pra mô đa vợp học sinh vợp lần bạn xong ở con phố phố thật ở kia để bán chùm lại về mơ video bỏ lúc rưu bị đau mà chọc thân cầm thăm phố nâng bình chất video mới nhé hỏi nâng video mới nhé nâng chú ý xong rưu lọ phố nông ca riêng nâu xa lạ và thay tiết. Chẳng lúc rưu phải lật video này láng cứ đồng bài chui bồn bồn này riêng xoay bồn ảnh mơ bê na các bạn. Mùi thằng ấy chồng mơ bồn màn đón các bạn. Hỏi tập bồn chồng mơ. Hãy nâng xôn anh chia sẻ phong này chung phục cả một cái điện bò lúc rưu miên cả ảo lúc ôl. Rưu còn miên xùm lê đồng khan ấy na mùi mọc đồng khan. Và kể khá lý xô chí kè bù chẳng hắn á. Và xôn anh chia sẻ phong và rưu gặp bê khá chạm thêm nó bị chạm lòng dân tao và xong ở con bộ xa chỉ thông máy chụp nếu nó mê liền đi bày tiền.